Cặp tiếp 600k, 600k một cặp. Khung gỗ vàng, khung gỗ đen. 600k một cặp là phễu 12 x 12, chiều cao 16 phân. Đây là của 250 500 xịn, trang bị chống cháy 100%. Dây dài 1 mét rồi. Về anh em đấu vẫn đít loa, đít âm đi, đít cục đẩy. 600k, củ 500 nhập khẩu xịn. Trang bị chống cháy 100%, bảo hành 1 năm. Anh em về test, kiểm tra hay nhập quảng cáo để thanh toán. Loại 600k này thì có thể dùng cho các loại bát, từ bát 20 đến bát 50. Loa cây, loa full, loa đứng, loa nằm đều được. Âm ly cục đẩy từ 2 sò đến 40 sò, 60 sò đều dùng tốt. Bên mình bảo hành 1 năm, anh em về test kiểm thử hay như quảng cáo thì thanh toán. Hàng chuẩn chỉnh luôn. Chống cháy 100%. Bảo hành 1 năm nhá. Số điện thoại liên hệ 0973 533 269. Ok.